Thì như Mẫn nói rồi đó, quan trọng là bạn biết bạn muốn gì. Và khi mà bạn muốn thì bạn phải tin là cái điều đó được thì nó mới được. Còn bây giờ bạn muốn mà bạn lo sợ thì thực sự là mình sợ thì cái gì mình cũng không dám làm hết. Ok. Nên nếu mà mình cảm thấy là mình muốn trở thành một người chia sẻ nội dung content ở trên mạng xã hội thì mình cứ bắt đầu mình làm thôi. Tuy nhiên á, là Mẫn như lần trước mà cũng có nói là tài chính nó rất là quan trọng. Chúng ta phải ổn định tài chính cái đã, phải có tiền thì mới nuôi được đam mê. Nên là hiện tại bây giờ bạn đang làm cái gì? Nếu mà bạn đang sống phụ thuộc vô gia đình, vô ba mẹ này kia thì bạn vẫn phải đảm bảo được cái công việc, ví dụ việc học của bạn. Cho dù bạn có làm content ở trên mạng xã hội nhưng nó sẽ không ảnh hưởng tới việc học bằng cách là cái kết quả học tập vẫn ổn định. Còn nếu như bạn đã đi làm thì cái việc làm content hiện tại nó không ảnh hưởng tới cái công việc của bạn, không ảnh hưởng tới hiệu suất công việc thì nó vẫn sẽ ok. Còn không, nếu mà bạn đã có đủ tài chính rồi thì mình cứ mạnh dạn mình làm thôi. Đó.